Tiểu sử Thánh Tử Đạo André Nguyễn Kim Thông, sinh năm 1790, mất năm 1855. Thánh André Nguyễn Kim Thông còn có tên khác là André Năm Thuông, sinh khoảng năm 1790 tại Gò Thị, một họ đạo lâu đời nhất của giáo phận Quy Nhơn, thuộc thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thánh André Năm Thuông là một người cha trong gia đình, có đời sống đạo đức, nhiệt thành. Ngoài giáo dục con cái sống đạo tốt lành, nhờ đó Thiên Chúa đặc biệt ban thưởng cho ông hai người con tận hiến cho Chúa là Linh Mục Nguyễn Kim Thư và nữ tu Anna Nhường thuộc dòng Bến Thánh Giá. Được dân làng tín nhiệm, Ngài đã được có một thời gian làm xã trưởng, hết mình phục vụ dân chúng bất kể lương hay giáo. Về sau, Ngài được đề cử làm ông trùm họ, rồi được Đức Cha Quyết Nhất Thể đặt làm ông trùm cả, phụ trách toàn thể hạt Bình Định. Ngoài mẫu gương liêm chính, bác ái và tận tâm, ông trùm cả còn thừa hưởng truyền thống của họ Gò Thị về lòng sung kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Ngài siêng năng lần chuỗi mân côi hàng ngày và xây một nhà nguyện dâng kính trái tim vẹn sách Đức Mẹ. Với uy tín sẵn có, ông trùm cả phụ tá đắc lực cho hàng giáo sĩ trong việc tông đồ, khéo léo trong việc tìm nơi trú ẩn cho các ngài trong thời bách hại. Đức Cha Thể và nhiều linh mục đã tạm trú lâu ngày tại nhà ông trùm cả. Hơn nữa, Ngài còn là ân nhân cả về vật chất lẫn tinh thần cho viện mồ côi trong vùng. Ông Nguyễn Kim Thông lập gia đình, có 9 người con, 6 con trai và 3 con gái. Người con trai thứ 3 là Linh Mục Giuse Nguyễn Kim Thư, về sau cũng chịu xử chém vì đạo. Con gái út là Anna Nguyễn Thị Nhường, nữ tu dòng Bến Thánh Giá. Từ lúc còn trẻ, Nguyễn Kim Thông đã nổi tiếng đạo đức và khôn ngoan, nên sớm được tuyển vào hàng chức việc cho giáo xứ. Và sau đó được Đức Giám Mục Quyên Nết Thể cử làm trùm họ ở huyện. Ông Trùm Thông rất được dân làng trọng vọng, tôn ông là trùm cả trong làng nên gọi là trùm cả Năm Thuông. Về mặt xã hội, ông Nguyễn Kim Thông có công khai phá rừng hoang, trưng khẩn ruộng đất nên được triều đình ban thưởng thẻ vàng với tước hiệu Cần Nông. Đối với giáo hội, André Nguyễn Kim Thông tận tâm giúp Đức Cha Quyên Nết Thể để mua ruộng đất, xây dựng tòa giám mục, mở chủng viện, tu viện, nhà dục anh và cơ sở nhà chung, đồng thời đảm nhiệm trọng trách cố vấn quản lý tài sản nhà chung để tạo phương tiện điều hành giáo phận. Ngoài ra, trùm cả Năm Thuông còn lo bảo vệ Đức Cha, các cha cùng các thầy trong cơn bách hại đạo Chúa. Ông trùm khéo léo xếp cho các linh mục đi đây đó, mở đạo trong vùng mà không gặp khó khăn. Nhà ông trùm là chỗ tạm trú tốt cho các cha mỗi khi các ngài có việc về tòa giám mục đàng trong đóng ở Gò Thị. Mọi chi phí ăn uống cho các cha trong những ngày tạm trú đều do gia đình ông trùm cả đài thọ. André Năm Thuông không bao giờ tiếc đến công, tiếc của trong việc mở mang nước Chúa. André Nguyễn Kim Thông có một đức tin sắt đá, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì danh Chúa cả sáng và vì phần dỗi đồng loại. Đặc biệt, ông luôn tỏ ra nhân ái với mọi người, nhất là bênh vực người cô thế, giúp đỡ kẻ cơ hàn. Trong trách nhiệm xét xử việc làng, ông trùm xét đoán theo lẽ công bình, rồi sau đó lấy của nhà giúp đỡ cho người thua kiện. Ông năng khuyến khích người xung quanh làm lành tránh dữ và dân bảo kẻ có tội sớm ăn năn, cải tà quy chánh. Nhưng ông cũng tỏ ra không kém thẳng thắn, khiển trách những người ngoan cố. Như đã có lần nhắc nhở đứa cháu hung hăng hoang tàn tên là Bảy Út, khiến tên này tự ái sinh lòng hiềm thù, đặt điều tố cáo với các quan về ông trùm cả. Thế là André Nguyễn Kim Thông bị bắt giải về tỉnh năm 1853, năm Tự Đức thứ 6. Trong thời gian Ngài làm ông trùm cả, một đứa cháu của Ngài tên là Út. Tên này vốn tính ngang tàn phóng đãng nên hay bị Ngài của mắng. Để trả đũa, đứa cháu ngang ngược này liền viết một lá thư nặc danh gửi lên quan tỉnh, tố cáo Ngài về tội chứa chấp hàng giáo sĩ. Thế là quan quân liền đến vây bắt ông trùm cả, cùng với 4 vị giáo sĩ khác, rồi bị giam vào ngục thất ở Bình Định. Quan tỉnh vốn quen biết ông trùm cả từ hồi Ngài còn làm xã trưởng, nhờ đó ông trùm cả không bị đánh đập và thỉnh thoảng còn được phép về thăm nhà. Ngài lợi dụng cơ hội này khuyên nhủ con cháu trung kiên với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngài nói, tôi già cũng chẳng ham sống lâu nữa. Tôi sẵn sàng chịu tù đày và chịu chết vì danh Đức Kitô. Nhất định tôi không vận động xin tha. Rồi Ngài lại trở vào ngục thất trình diện. Bị điệu ra trước quan tỉnh tra vấn về các điều bị tố cáo, ông trùm khiêm tốn, bình tĩnh ung dung trả lời.
trong nhà tôi không có đạo trưởng, còn việc tậu thuyền, mãi mã, sắm ghe, tích trữ lương thực, tôi chẳng hề có, xin quan cho đi khám xét. Tôi chỉ chuyên cần lo cho việc nông gia, tôi không biết Tây Dương, không đem đường chỉ nẻo cho họ. Tôi cũng chẳng hề đâu mà mở đường Sơn Thủy vận lương, chuyển binh cho giặc. Không tìm ra chứng cớ về các điều cáo giác trên, bọn quan lại truyền cho ông trùm quá khóa, tức là bước qua thanh giá thì sẽ được tha về, nhưng ông nhất quyết không tuân. Thế là sau 3 tháng bị giam giữ, Andre Nguyễn Kim Thông nhận bản án chung thân từ triều đình Huế gửi vào, lưu đày biệt sứ vào Định Tường ở Mỹ Tho. Trên đường đi đày tới Gia Định, ông trùm ngã bệnh, có người muốn ra tay cứu. Ông trùm ngỏ lời cảm ơn lòng tốt của họ và xin hãy để ông được vâng theo thánh ý Chúa. Tới Định Tường, bệnh tình của ông Nam Thuông trở nên trầm trọng hơn. Ngày 15 tháng 7 năm 1855, sau khi kêu tên cực thánh Bà Đấng, Giêsu, Maria, Giuse, Andre Nguyễn Kim Thông yên giấc nghìn thu trong Chúa, chân vẫn còn mang nặng xiềng xích. Ông thọ 65 tuổi. Nhiều lần quan tỉnh gọi ngài ra công đường, nhỏ nhẹ khuyên ngài bỏ đạo. Quan nói, ông dẫm chân lên thập giá đi, chỉ mình tôi và ông biết thôi, rồi về xưng tội là xong, chứ có chi đâu. Ông trùm cả trả lời, không được, thập giá tôi tôn kính mà dẫm lên sao được. Và ngài khẳng định với quan, thà tôi chịu lưu đày và chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo. Sau 3 tháng tù, ngài nhận được án phát lưu vào Mỹ Tho thuộc miền Lục tỉnh Nam Kỳ. Các con ngài dự định bỏ tiền vận động xin giảm án, nhưng ngài cản. Các con cứ để thánh ý Chúa thể hiện. Ngài bị đày vào Vĩnh Long với 4 tín hữu khác. Ông trùm cả vì tuổi già sức yếu lại phải mang gông cùm, nên khi bước một cách khó khăn mệt nhọc, mỗi ngày phải đi 7-8 dặm bước dài dưới ánh nắng gay gắt, tối đến lại bị tạm giam trong các đồn canh hay nhà tù địa phương. Được vài ngày quân lính thấy ông trùm cả đuối sức quá, sợ không đủ sức đi tới nơi nên thương tình tháo gông cùm ra cho ngài. Khi ngang qua tỉnh Bình Thuận, ông trùm cả may mắn gặp linh mục Nguyễn Kim Thư, con trai của ngài, và xin được lãnh bí tích giải tội. Tại chợ quán, ngài được dịp gặp linh mục Được, nhưng khi thấy tình trạng sức khỏe của ngài càng ngày càng suy yếu, linh mục Được liền ban bí tích sức dầu cho ngài. Sau đó ngài tiếp tục mang gông cùm đi xuống miền Tây. 4 người bạn tù với ngài xuống Vĩnh Long trước nên báo tin cho bề trên là Bolero Hòa về tình hình nguy tử của ngài. Cha Bolero liền cử một y sĩ đến Mỹ Tho chăm sóc cho ngài. Nhưng không kịp nữa, vào ngày 15 tháng 7 năm 1855, khi vừa đặt chân đến nơi lưu đày, thì Chúa đã gọi ngài về hưởng phúc trên thiên đàng. Ngài chỉ kịp đọc kinh ăn năn tội và vài kinh kính mừng rồi tắt thở. Thi hài của tử đạo được viên y sĩ của cha Bolero đưa về Cái Nhung, Vĩnh Long, và sau đó được các con cái của ngài là linh mục Thư, ông Ngọc, ông Sa rời về an táng ở nhà thờ ở Gò Thị. Hiện nay, tại Gò Thị còn có ngôi mộ của ngài, nhưng hài cốt của ngài đã được di chuyển về chủng viện Làng Sông, cách Gò Thị 8 km, cách Quy Nhơn 10 km. Đức Thánh Cha Pio X suy tôn ông trùm cả Andre Nguyễn Kim Thông, Nam Thuông, lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha John Paul II đã phong ngài lên bậc hiển thánh. Trường thi tử đạo. Nguyễn Kim Thông là ông trùm họ, Canh Tuất, sinh Gò Thị, Xuân Phương. Ông người trung nghĩa phi thường, kiêm chức xã trưởng nêu gương cả vùng. Gia đình ông vô cùng hạnh phúc, tiền tài dư đạo đức càng hay. Vốn lòng mến Chúa xưa nay, người con trai cụ, anh này đi tu. Chúa đã chọn Kim Thư linh mục, rất khôn ngoan, rất mực nết na. Còn cô con gái thứ ba, điều cô mong ước cũng là nữ tu. Cô làm việc xuân thu có lẻ, giúp giáo dân, giúp kẻ khó nghèo. Dù ai gặp cảnh gieo neo, đến ông giúp đỡ, càng nghèo càng thương. Là xã trưởng ông thường rộng rãi, nên cửa quan nho lại đều quen. Việc đời, việc đạo đều riêng, bầu làm trùm cả ơn riêng dẫn đường. Thời cấm đạo, ông thường che chở, các cha Tây nuôi ở trong nhà, làm sao che mắt người ta, đứa cháu tên Út vào ra xem thường. Một bữa nọ Út nương quá đổi, ông Năm Thuông bỗng nổi nóng lên, la dày thằng Út một phen, ai ngờ thằng cháu trở nên báo thù. Út về viết nặc thư tố cáo, ông Năm Thuông chứa giáo sĩ Tây.
quan tỉnh lúc đó mới hay, bổ quân vây bắt, quả thì bốn cha. Bắt giam cả thẩm tra nguồn ngọn, tại sao ông chứa bọn ngoại xâm. Ông Thông tuy bị giam cầm, song không tra tấn hàng tuần về quê, lợi dụng lúc đi về thăm hỏi, ông nhủ khuyên và nói mọi người, siêng năng giữ đạo Chúa Trời, phận già tôi nguyện suốt đời theo cha. Khi bị giam, được ra quan gặp, quan khuyên ông xếp đặt trong nhà, đặt cây tự thập bước qua, không ai biết được chỉ là tôi ông. Đơn sơ vậy nhưng ông không chịu, đạo Chúa Trời tự liệu lương tâm, tôi nay tuy bị giam cầm, nhưng lòng phơi phới lương tâm vui vầy. Tôi mong ước đến ngày tận số, Chúa đem về hướng chỗ thanh nhàn, chúc quan ở lại bình an, lệnh tù biệt xứ càng oan trái nhiều. Đường vào Nam bao nhiêu cách trở, mà thân già tuổi cỡ 65, chân bằng xích, cổ đeo gông, qua đèo vượt suối băng đồng kể chi. Gặp cha Thư cực kỳ may mắn, là con ông uốn nắn ngày xưa, bên nhau chốc lát chỉ vừa, bàn phép hòa giải xong đưa đi liền. Đến Mỹ Tho thì chiên của Chúa đã không còn sức nữa cha ơi. Ông Thông ngã xuống lìa đời, cuộc đời theo Chúa tuyệt vời ông Thông. Phúc tử đạo lãnh công Lâm Tuất, một ông trùm bậc nhất của ta, Kỷ Dậu tòa thánh Roma, suy tôn chân phước hoan ca nước trời. Thật xứng đáng tuyệt vời trùm cả, sống tuyên xưng hỷ xả tha nhân, Mậu Thìn ngài được thêm phần, suy tôn hiển thánh ân cần nêu gương.